Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn kỳ 42 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, phát huy kinh nghiệm những năm trước, thị trấn Phú Hòa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nội dung, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Phóng viên Uông Hằng có phóng sự ghi nhận thanh niên Phú Hòa sẵn sàng ngày hội tổng quân năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2023, thị trấn Phú Hòa được giao chỉ tiêu tuyển quân là 11 thanh niên, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 9 thanh niên, công an 2 thanh niên. Để tuyển chọn được công dân có chất lượng, ngay sau khi nhận được kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Phú Hòa đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Phú Hòa tổ chức kiện toàn củng cố Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn, lựa chọn những đồng chí có năng lực vận động quần chúng tham gia hội đồng, chỉ đạo các khóm tổ chức chặt chẽ các bước từ đăng ký thực hiện thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chất lượng chính trị, chính sách chịu trách nhiệm về chỉ tiêu giao quân, lai lịch chính trị, đạo đức, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hóa và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ. Trong lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, lãnh đạo thị trấn đã nêu bật truyền thống tiếp bước cha anh, nhiệm vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong chăm lo hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho các tân binh yên tâm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, nêu cao vai trò xung kích, lập nhiều chiến công trên các mặt trận. Đồng chí Lê Công Trang, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Phú Hòa cho biết. Trước khi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023, điều mong muốn trước tiên gửi đến các em là thanh niên phải làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ, không được đào bỏ ngũ và thực hiện tốt việc rèn luyện, học tập trong thời gian tại ngũ, chấp hành nghiêm quy định, điều lệnh quân đội, công an đề ra, nên giữ vững truyền thống của thị trấn Phú Hòa nhiều năm liền, đoàn viên thanh niên làm tốt nhiệm vụ tại ngũ. Các em yên tâm lên đường nhập ngũ, đảng bộ, chính quyền, đoàn thể thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, đồng thời kêu gọi mọi người, mọi nhà, các mạnh thường quân tham gia ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ cho các em và gia đình để các em yên tâm phục vụ trong quân đội. Đến nay, thanh niên thị trấn Phú Hòa đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng và hăng hái lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đại diện các tân binh đã bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng rèn luyện, vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Phan Thành Phát, đại diện cho thanh niên tình nguyện thị trấn Phú Hòa lên đường nhập ngũ năm 2023 chia sẻ. Qua sự vận động của gia đình, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm của người thanh niên là phải lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Hôm nay đứng trước quý vị đại biểu, lãnh đạo đảng, chính quyền và bà con, tôi xin thay mặt thanh niên nhận lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023. Xin hứa, thứ nhất, giữ vững lập trường không trao đảo bất cứ tác động nào từ đây cho đến ngày lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Thứ hai, trong tương lai là một chiến sĩ, chúng tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ra sức học tập rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ thuật chiến đấu trong học tập chiến đấu để xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Thứ ba, luôn trao dồi ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm những nội quy điều lệnh khi về đơn vị mới, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào của quân đội giao cho. Thứ tư, ra sức xây dựng tình đoàn kết trong đơn vị, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, kiên quyết không đào ngũ bỏ ngũ, hoàn thành nhiệm vụ nghĩa vụ mới trở về địa phương để không phụ lòng cha mẹ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phú Hòa. Để kịp thời động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, thị trấn cũng đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu giữa các ban ngành, đoàn thể của địa phương, gặp mặt thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, từ đó tạo được khí thế phấn khởi trước ngày lên đường nhập ngũ.
thanh niên Phạm Đào Phương Anh, đại diện bộ đội xuất ngũ của thị trấn Phú Hòa chia sẻ cảm nghĩ. Tôi là thanh niên xuất ngũ, qua sự vận động tìm hiểu và cũng được sự động viên của gia đình, bản thân tôi nhận thấy trách nhiệm của người thanh niên là phải lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Cho tròn nghĩa vụ của mình, trong gần 2 năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chính quyền, gia đình và nhân dân, địa phương chúng tôi đã tiến hành hơn về nhiều mặt. Chính cuộc sống trong quân ngũ đã dạy cho chúng tôi đạo đức cách mạng, niềm tin và ý chí để vượt qua mọi gian lao thử thách. Về môi trường quân đội trở về địa phương với nhiều chức trách khác nhau trong môi trường làm việc, trong đời sống và cả xã hội, chúng tôi đã đem những con tim và khối óc đầy nhiệt huyết cách mạng tiếp tục dốc hết sức lực và trí tuệ của mình để góp phần xây dựng quê hương Phú Hòa thêm giàu, thêm đẹp, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và chúng tôi tin rằng những thanh niên của thị trấn Phú Hòa hôm nay sẽ là những chiến sĩ giỏi và là những người lính xuất sắc của đơn vị trong một ngày không xa. Mong rằng các bạn, các em sẽ không phụ lòng của những người đã tin tưởng vào các bạn, các em. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp. Trong từng nội dung công tác tuyển quân, các cơ quan ban ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai có hiệu quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ đó phát huy được trách nhiệm cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, công tác tuyên truyền, phổ biến luật nghĩa vụ quân sự được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thật sự tạo bước chuyển biến cơ bản, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả cùng theo dõi phần tin ghi nhận về các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Trong không khí hân hoan khởi đầu một năm mới, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng đội tỉnh An Giang phối hợp huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức hưởng ứng cao điểm Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động phong trào thiếu nhi An Giang làm nghìn việc tốt năm 2023. Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Lê Hữu Nghị, Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng lãnh đạo ban dân vận huyện ủy, huyện đoàn, lãnh đạo xã Phú Thuận và 180 đoàn viên thanh niên các xã thị trấn, học sinh và gia đình chính sách cùng tham dự. Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư tỉnh đoàn An Giang đã phát động hưởng ứng cao điểm Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây lần đầu tiên được tổ chức mùa xuân Canh Tý năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Kể từ đó, hàng năm cả nước đều tổ chức Tết trồng cây, vừa hưởng ứng việc bảo vệ môi trường, vừa là hoạt động ý nghĩa tưởng niệm về Bác kính yêu. Sau lễ phát động hưởng ứng cao điểm Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động phong trào thiếu nhi An Giang làm nghìn việc tốt, lãnh đạo, đại biểu tham dự cùng 180 đoàn viên thanh niên tiến hành trồng cây tuyến đường ấp Phú Tây, xã Phú Thuận. Dịp này, tỉnh đoàn An Giang đã trao tặng cho 10 gia đình chính sách, hội đồng đội tỉnh hỗ trợ 2 suất học bổng toàn phần, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng và 3 phần lãi suất học bổng. Huyện đoàn Thoại Sơn hỗ trợ 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh. Trung tâm Chính trị quyền Thoại Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ cấp ủy viên cơ sở và nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2023 cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ. Trong 10 ngày, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2023, 80 học viên được triển khai các nội dung cơ bản, tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ chính trị ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận và công tác kiểm tra giám sát khen thưởng, kỷ luật, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động văn hóa văn nghệ ở cơ sở, nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, điểm nóng ở cơ sở, công tác pha giáo và các chuyên đề về cải cách hành chính. Qua đây, giúp các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về chức năng nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, vai trò nội dung chủ yếu của công tác tuyên giáo, nâng cao hơn nữa về nhận thức trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng tại cơ sở và tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị, thật sự trong sạch vững mạnh.
Nhân dịp rằm tháng Giêng năm Quý Mão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Chánh phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và chùa Liên Hoa Phước Hải tổ chức tặng 250 phần quà trị giá trên 45 triệu đồng cho hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn. Trong đó, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã tặng 100 phần quà, chùa Liên Hoa Phước Hải tặng 150 phần quà. Qua đó động viên các hộ nghèo cận nghèo xã tiếp tục chí thú làm ăn để từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dòng Đông, Thoài Giang cùng các ngành đoàn thể tích cực vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đã tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 1.000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trên địa bàn xã với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Trong đó, xã Dòng Đông vận động được 454 phần với số tiền 166 triệu đồng, xã Thoại Giang vận động được 550 phần với số tiền 235 triệu đồng. Mỗi phần gồm gạo, đường, bột ngọt, nước tương, dầu ăn, bánh mứt và tiền mặt trị giá mỗi phần là từ 300 đến 500 ngàn đồng. Qua đó giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhằm góp phần cùng cộng đồng chăm lo Tết cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân về. Ủy ban nhân xã Vĩnh Trạch vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức bế giảng 5 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Tham dự có ông Trần Phan Minh Khiêm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện, ông Mai Bá Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Vĩnh Trạch. Sau 30 ngày tham gia các lớp học nghề, 128 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn vừa học vừa thực hành các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, trồng và thiết kế vườn. Các học viên tham gia đầy đủ các buổi học, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của lớp, thường xuyên trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong nghề. Cơ bản, các học viên đã kết hợp được giữa kiến thức lý thuyết và thực hành, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các học viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ mỗi ngày học 30.000 đồng. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện đã trao giấy chứng nhận nghề cho các học viên. Ông Mai Bá Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch đánh giá cao những kết quả đạt được của các học viên trong suốt quá trình học tập và yêu cầu các học viên tiếp tục vận dụng tốt những kiến thức đã học tập để áp dụng vào thực tế, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển. Chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, huyện Thoại Sơn xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và quyết liệt trong lãnh chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất từng chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo trong chuyên mục Thoại Sơn trên đường phát triển lần này. Ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thoại Sơn nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết. Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân quyền đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ngành thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong 25 chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đề ra, có 12 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của huyện đạt 6,66%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, góp phần giữ nhịp cho tăng trưởng chung của huyện. Tổng diện tích xuống giống lúa cả năm đạt 113.362 ha, chuyển đổi từ đất lúa sang rau màu được 1.893 ha, cây ăn trái 862,5 ha,
Chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện Thoại Sơn quan tâm triển khai, từng bước tạo chuyển biến về kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người 68 triệu đồng trên người trên năm, giá trị sản xuất bình quân 205 triệu đồng trên 1 hecta trên 1 năm. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, địa phương hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 cây cầu giao thông nông thôn. Nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED 144,5 km. Nâng cấp mở rộng 38,5 km đường giao thông nông thôn. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự báo những thuận lợi, thời cơ, những yếu tố khó khăn, trong năm 2023, huyện Thoại Sơn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 gồm nâng cao thu nhập bình quân khu vực nông thôn 70 triệu đồng, giá trị sản xuất bình quân 211 triệu đồng trên 1 hectare, đất nông nghiệp, đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn 5,8 km, đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn 20,5 km, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn 2021-2025 giảm còn 1,32%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 92,75%, tỷ lệ gia đình giao khoán 97%. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Thị Minh Kiều nhận định năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, cần phát huy tối đa các nguồn lực để hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu quan trọng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới để hướng đến năm 2024, Thoại Sơn được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao nhân kỷ niệm 45 năm ngày tái lập huyện. Năm 2023, địa phương xác định nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh, nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của huyện, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ, khuyến khích phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất cây ăn trái, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trong nông nghiệp, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các mô hình liên kết sản xuất bền vững. Đôi bên cùng có lợi, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư đất đai bất động sản, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển đô thị ba thị trấn đến năm 2035. Với những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng quyết tâm vượt khó và việc triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm sẽ là tiền đề vững chắc để huyện Thoại Sơn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Chương trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.